một tí trước nha. Counterbend sẽ là trợ lý đắc lực để các bạn buộc gọn tóc và tạo điểm nhấn cho mái tóc của mình nữa đó. Đừng quên là hãy thoa kem chống nắng và đánh một chút má hồng để gương mặt của bạn luôn tươi, không cần tưới trong cả một ngày già luôn nha. Đôi khi thì một đôi bông tai đơn giản nhưng lại giúp chúng ta trông nổi bật hơn nhiều nữa đó. Bạn đeo một chiếc đồng hồ và nhìn chúng mình sẽ thanh lịch hơn rất là nhiều luôn. Cùng xem có gì trong túi đi học của tụi mình nha. Tigo biết là các bạn sẽ mua trà sữa mỗi buổi chiều về nên đừng quên mang theo quai vải để bảo vệ môi trường. Tất nhiên là chúng ta không thể thiếu tập vở rồi. Úi, đừng quên mang theo một chiếc túi đựng xịt khoáng để refresh mỗi khi chúng ta vào mood ngủ khi nghe giảng nha các bạn. Son dưỡng môi và son môi tất nhiên là một vật dụng không thể thiếu của chúng ta rồi. Đừng quên là đi học hãy mang theo bóp tiền nha. Và một cây lược để chải tóc gọn gàng nữa. Chúng ta đã ready to go. Tips nhỏ đó chính là để trông năng động hơn thì các bạn hãy mang cho mình một cái đôi sneaker có một màu sắc nổi bật và hãy xăng ống quần lên một tí thì nhìn tụi mình sẽ cao hơn. Voila, vậy là xong. Hy vọng là những cái tips này sẽ giúp các bạn có một ngày đi học thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp các bạn vào Back to School Đại học vào ngày 5 tháng 9 này trên kênh We Are Tigo nhé. Còn bây giờ thì bye bye.